Chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh Cầu Chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Bạn có mệt mỏi vì cảm thấy thất vọng sau một mối quan hệ hoặc tình bạn thất bại hay không? Nếu vậy, một cách bạn có thể tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình là ngừng theo đuổi mọi người. Trên thực tế, bạn sẽ tốt hơn nếu ngừng theo đuổi những người sẽ không bao giờ là bạn bè thực sự của bạn. Cuộc sống sẽ cải thiện nếu bạn ngừng chạy theo những mối quan hệ không khiến bạn tích cực. Trong video này, cô Cành nói về những lý do tại sao bạn nên ngừng theo đuổi mọi người. Khi bạn đang theo đuổi một mối quan hệ, có thể bạn trong trường hợp cố gắng xây dựng mối quan hệ với những người lợi dụng bạn, không đối xử tốt với bạn, hoặc không quan tâm đến bạn nhiều như bạn quan tâm đến họ. Ví dụ, bạn liên tục gọi điện và nhắn tin cho họ, nhưng họ ít khi trả lời. Bạn làm những điều họ muốn, ngay cả khi bạn không muốn. Bạn buộc mình phải đồng ý với ý kiến của họ. Bạn sắp xếp lại cuộc sống của mình để thuận tiện cho họ. Bạn nỗ lực vào mối quan hệ nhiều hơn họ. Nếu điều này đang xảy ra trong cuộc sống của bạn, bạn đang theo đuổi mọi người. Vì vậy, bây giờ Quốc Anh chia sẻ với các bạn những lý do bạn nên ngừng theo đuổi mọi người và các mối quan hệ. Điều thứ nhất, bạn sẽ hạnh phúc hơn khi theo đuổi ai đó. Bạn thường thuyết phục bản thân rằng cuối cùng bạn sẽ hạnh phúc nếu chỉ có thể có mối quan hệ với người đó. Nó không đúng. Bạn sẽ hạnh phúc hơn khi không có họ. Có thể không phải trong thời gian ngắn, trong khi bạn thương tiếc về việc mất đi mối quan hệ được mong đợi. Nhưng tuần sau, tháng sau, bạn sẽ có nhiều hạnh phúc hơn. Bạn thấy đấy, hạnh phúc là một sự lựa chọn. Chúng ta chọn hạnh phúc khi lấy hạnh phúc làm mục tiêu. Khi chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, khi chúng ta mỉm cười, khi chúng ta biết ơn và khi chúng ta nhân ái. Khi bạn chọn tập trung vào một người không quan tâm đến bạn, bạn đang chọn sự bất hạnh. Bạn không cười, bạn đang nghĩ về những điều khó khăn trong cuộc sống hơn là những điều tốt đẹp. Bạn đang lo lắng về những gì bạn không có hơn là biết ơn những gì bạn làm. Khi bạn theo đuổi mọi người, bạn đang trao chìa khóa hạnh phúc của mình cho họ. Bạn sẽ chỉ hạnh phúc khi họ chú ý đến bạn, trả lời cuộc gọi của bạn hoặc đối xử tốt với bạn. Và trong sâu thẳm bạn biết rằng những điều này sẽ không xảy ra đủ thường xuyên. Mọi quyết định của hai bạn sẽ dựa trên điều gì khiến họ hạnh phúc. Làm chủ hạnh phúc của riêng bạn, đừng đưa cho người khác. Một người không đủ quan tâm đến bạn. Điều thứ hai, bạn sẽ khỏe mạnh hơn. Ám ảnh về một người khác gây căng thẳng. Đó là một mối quan hệ không lành mạnh. Bạn càng thân thiết với người này, mối quan hệ càng trở nên không lành mạnh. Chúng ta đều biết những thói quen trong lối sống có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Ăn uống thiếu chất, lười vận động, ngủ không đủ giấc, hút thuốc, sử dụng rượu quá nhiều. Và các mối quan hệ độc hại cũng có thể gây hại. Bạn đã biết cảm giác căng thẳng và lo lắng khi phải chờ đợi tin nhắn của ai đó và cuộc gọi điện thoại cho bạn, hoặc mỉm cười, hoặc khen ngợi bạn. Bạn có thể cảm thấy chán nản về nó, nhưng bạn có biết nó cũng có thể gây ra các vấn đề về y tế hay không? Nguy cơ mắc tất cả mọi thứ, từ huyết áp cao đến đau ruột, thậm chí là bệnh tim, đều tăng lên khi căng thẳng. Thật khó để có một cơ thể khỏe mạnh khi bạn không khỏe mạnh về tinh thần và cảm xúc. Một khởi đầu tốt để bạn khỏe mạnh hơn là từ bỏ các hoạt động theo đuổi mọi người không có kết quả. Tình bạn lành mạnh giúp bạn khỏe mạnh, nhưng một mối quan hệ không lành mạnh không chỉ có thể trực tiếp gây ra các vấn đề về sức khỏe mà còn khiến bạn có xu hướng hướng tới những hành vi có hại cho bạn. Bạn hành động như thế nào khi bạn đặt trái tim của mình vào cuộc gọi của người đó, nhưng điều đó không xảy ra? Bạn có say sưa ăn hay không ăn gì cả?
Bạn có nằm thao thức vào ban đêm hay không? Từ bỏ các hoạt động theo đuổi mọi người không có kết quả là một khởi đầu tốt để hướng tới một sức khỏe tốt của bạn. Đó là điều gì đó có lợi mà bạn có thể làm cho chính mình. Điều thứ ba, hình ảnh bản thân của bạn sẽ được cải thiện. Bạn có quyền ở đây, ăn uống, hít thở và chiếm không gian trên hành tinh trái đất. Bạn không cần phải biện minh cho sự tồn tại của mình. Và bạn chắc chắn không cần sự chấp thuận của cá nhân mà bạn đang theo đuổi. Bạn có kiềm nén những phần tính cách của mình để tránh bị người đó phản đối hay không? Có lẽ họ nói với bạn rằng bạn cười nhạo những điều sai trái, nói về những chủ đề sai lầm, không mặc quần áo phù hợp hoặc kết giao với những người không đủ tốt với họ. Khi bạn thay đổi những điều này để làm hài lòng họ, sâu thẳm bạn cảm thấy thế nào về bản thân mình? Ngay cả khi bạn không thay đổi những điều này, thì những lời chỉ trích ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Một trong những đặc quyền mà mỗi người có là khám phá ra con người thật của họ. Khi bạn thỏa hiệp các tiêu chuẩn của mình hoặc thay đổi con người của mình để làm hài lòng người khác, bạn đang dần đánh mất chính mình. Bạn không thể làm cho người khác thích bạn hoặc yêu bạn. Hơn nữa, bạn sẽ ổn cho dù bất kỳ người cụ thể nào thích bạn hay không. Điều quan trọng là bạn có thích bạn hay không. Bạn phải sống với ai trong tất cả thời gian, bạn hay là họ? Ý tưởng của ai sẽ khiến bạn trở thành một người tốt hơn, của bạn hay của họ? Bạn thà mất đi ai, họ hay chính bạn? Không có ai khác trên toàn thế giới giống hệt như bạn. Hãy tự hào về điều đó. Nếu việc theo đuổi mọi người khiến bạn đánh mất chính mình, thì đã đến lúc giải phóng bản thân khỏi thói quen đó. Điều thứ tư, bạn sẽ tập trung vào con người và những điều quan trọng. Nếu bạn đang nhìn vào điện thoại của mình, băn khoăn không biết liệu người mà bạn đang theo đuổi có nhắn tin lại cho bạn hay không, hãy đặt điện thoại xuống, tìm một cái gì đó tốt hơn để làm. Học một khóa học bạn đã dự định từ lâu, trau dồi kỹ năng, gọi cho người họ hàng của bạn đã không nói chuyện trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Đi dạo, hãy thử một công thức mới, có một sở thích mới, xem qua danh sách các hoạt động tình nguyện của cộng đồng và tìm một hoạt động phù hợp với tài năng và niềm đam mê của bạn. Hãy dành thời gian, sức lực và tình yêu của bạn để nó được đánh giá cao. Thay vì đuổi theo những người không coi trọng bạn, hãy nhìn vào những người bạn gặp hàng ngày. Một số người trong số họ chia sẻ sở thích của bạn, giá trị của bạn và thái độ của bạn đối với cuộc sống. Một số người trong số họ sẽ rất vui khi được trở thành bạn của bạn. Rốt cuộc, ai sẽ là bạn với bạn khi bạn ốm, khi bạn gặp khó khăn về tài chính, khi bạn đau buồn, khi bạn đau đớn? Đó là điều chắc chắn không phải là những người bạn đang theo đuổi. Đầu tư vào mối quan hệ với những người quan tâm đến bạn nhiều như bạn quan tâm đến họ. Bạn không chỉ có mục đích dành thời gian cho người thực sự cần, mà còn được gặp gỡ và làm việc với rất nhiều người. Những người quan tâm đến người khác, những người nghĩ giống bạn và đánh giá cao những việc bạn làm. Điều thứ năm, hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn. Giả sử trong một khoảnh khắc, người mà bạn đang theo đuổi đột nhiên quyết định họ muốn dành nhiều thời gian cho bạn. Suy nghĩ đầu tiên của bạn có lẽ là điều gì đó sẽ rất tuyệt vời. Bạn tưởng tượng hai bạn trong những cuộc trò chuyện sâu sắc, cùng nhau đi dạo qua công viên, có những dự định cho cuối tuần cùng nhau. Nếu đây là một người luôn coi thường cảm xúc của bạn, thì điều gì khiến bạn nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi? Cuộc trò chuyện sẽ là những gì họ muốn nói đến. Và tốt hơn hết, bạn không nên nói điều gì sai trái. Kế hoạch vào cuối tuần tới sẽ là những gì họ muốn làm. Và bạn nên làm như vậy nếu muốn mối quan hệ tiếp tục. Bạn đã theo đuổi ai đó hay chưa? Bạn có thể ngừng theo đuổi mọi người ngay bây giờ, ngay phút này. Giả sử họ sẽ không gọi điện hoặc nhắn tin lại. Giả sử rằng họ sẽ không làm điều nhỏ nhặt mà bạn thực sự đánh giá cao. Nhìn đồng hồ, ghi ngày giờ và quyết định rằng từ thời điểm này, bạn sẽ dùng hết sức lực của mình vào những người và những việc xứng đáng. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích.
Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.